Để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị xem tiết mục hát chiều, hát về Tổ quốc hôm nay do tốt nữ câu lạc bộ Nhân Xã biểu diễn. Mời quý vị cùng thưởng thức. Bao niềm vui tôi.
vâng, xin cảm ơn câu lạc bộ Nhân Xá, thì em muốn rất đẹp.